xuất hiện hai chất kịch độc trong bình giữ nhiệt Trung Quốc. Amian và kim loại nặng có trong bình giữ nhiệt gây nên nhiều căn bệnh ung thư khác nhau và phá hủy nội tạng rất nhanh. Trong những ngày gần đây, thông tin bình giữ nhiệt Trung Quốc chứa chất Amian độc hại và kém chất lượng có khả năng gây bệnh. Sản phẩm bình giữ nhiệt không đạt tiêu chuẩn chất lượng bị phân phối trong một lần thí nghiệm. Theo đó, chính phủ Trung Quốc tuần trước vừa đưa ra khuyến cáo với người tiêu dùng về việc bình giữ nhiệt Trung Quốc có chứa chất gây ung thư. Đó là kết quả của một thí nghiệm do Viện Nghiên cứu và Kiểm định Chất lượng thuộc tỉnh Giang Tô phối hợp với các đơn vị cùng lĩnh vực tiến hành vào cuối tháng 2 vừa qua. Kết quả thí nghiệm cho thấy bình giữ nhiệt do Trung Quốc sản xuất có chứa sợi amian cực độc đối với con người. Trong một buổi thí nghiệm, các chuyên gia đựng nước tinh khiết và nước trái cây trong hai mẫu bình giữ nhiệt cùng loại. Sau một thời gian, hàm lượng kim loại nặng trong nước trái cây đã tăng đột biến và vượt quá giới hạn cho phép. Phân tích mẫu nước tinh khiết thì không thấy có hiện tượng tương tự. Như vậy, có hai vấn đề gây hại cho sức khỏe con người cần phải bàn đến trong khuyến cáo không sử dụng bình giữ nhiệt của chính phủ Trung Quốc. Đó chính là tác hại của các sợi amian và hàm lượng kim loại nặng vượt ngưỡng cho phép. Để phân tích sâu hơn về vấn đề này, rất nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo người dân nên từ bỏ không sử dụng những loại hình này. Đánh giá về tác hại của amian đối với sức khỏe con người, tiến sĩ Trần Tuấn, trưởng ban thường trực Hành động Liên minh Vận động Chính sách Y tế, người đã rất nhiều tiếng nói nhằm loại bỏ amian ra khỏi đời sống sinh hoạt của con người cho biết. Hiện nay, Việt Nam đang là quốc gia sử dụng dạng amian thuộc nhóm nhiều nhất thế giới. Nguyên nhân là do người dân không thể nhận biết amian tồn tại trong những vật liệu gì nên vẫn sử dụng và tiếp tục mà không biết rằng mình đang tiếp xúc với nguồn bệnh gây ung thư. Riêng về vấn đề kim loại nặng trong bình inox tăng đột biến khi đựng nước trái cây, tiến sĩ Thảo đã cho rằng kim loại nặng có thể phản ứng với các axit hữu cơ có trong nước quả và tạo muối kim loại. Điều này nguy hiểm. Theo các chuyên gia, đa số bình giữ nhiệt đều được chế tạo bằng inox. Thực tế đây là một dạng hợp kim của một kim loại nặng như chrome, sắt, nickel. Bởi vậy nếu là inox được tạo ra từ những vật liệu tốt, chất lượng sẽ an toàn, hoàn toàn có thể dùng được thực phẩm được. Liên quan về vấn đề này, trả lời trên báo, ông Nguyễn Hải Nam cho biết người dân không nên dùng các loại chai lọ bằng inox cũng như bình giữ nhiệt bằng inox để đựng các loại nước chứa nhiều axit như nước hoa quả và nước chè. Bởi các loại nước này sẽ kích thích quá trình giải phóng kim loại nặng trên inox dẫn tới phản ứng hóa học tạo nên chất gây ung thư. Bởi các loại hoa quả có nhiều axit phản ứng với các hợp chất inox và chất hóa dẻo của nhựa tạo thành chất độc này khiến người sử dụng có thể bị ung thư.